Thêm một cửa hàng tiện ích nữa của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn Satra được đưa vào hoạt động tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vào hôm nay. Việc mở rộng hệ thống mạng lưới phân phối của đơn vị này tại thành phố đã góp phần quan trọng vào việc cụ thể hóa chủ trương chính sách, đảm bảo an sinh xã hội cũng như đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trong việc mua sắm hàng hóa tiêu dùng. Cũng mong mỏi là có một cái siêu thị gần nhà để mình dễ tiện mình đi chợ, nó gần gũi hơn. Đó thì cũng nghe nói là hôm nay là khai trương nè. Nên là hôm nay là mới khai trương là đi liền. Hàng này thì cũng đỡ cho người dân lắm chứ, được nhiều cái bình ổn. Nên mình cũng đây thì thấy hàng nó tươi, với ở gần nó tiện lợi cho mình. Mặt hàng rất phong phú mà sạch sẽ, mà lại bình ổn giá thì nhân dân là mừng lắm ạ. Theo tôi là bây giờ đời sống như thế này mà nhà nước mà lo như thế này, tôi rất là mừng. Tôi thấy ở đây giá bình ổn thì có những mặt hàng cũng rẻ, rẻ hơn ở chợ. Phát triển như vậy là tốt chứ, đỡ cho dân nghèo. Cái hàng bình ổn giá đó, thì nó có cái vai trò tích cực là nó làm. Khi chất lượng và giá cả hàng hóa đang là vấn đề được nhiều người tiêu dùng quan tâm, thì việc phát triển mới nhiều cửa hàng thực phẩm tiện lợi là một điểm nhấn quan trọng, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và thực hiện chủ trương bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục mục tiêu phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi, sáng nay, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn Satra đã đưa vào hoạt động cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satra Food. Looked right into his heart.